Đây là con đường Hùng Vương, quốc lộ 14 nhé. Từ đây thì chúng ta về tới chỗ đồng hồ của trung tâm thị trấn huyện Chư Sê rơi vào khoảng 400 mét các bạn nhé. Và chúng ta về tới chợ siêu thị công viên và những nơi tiện ích giải trí rơi vào khoảng 1 km các bạn nhé. Và hướng này thì chúng ta đi về thành phố Hồ Chí Minh và qua các tỉnh Đông Nam Bộ. Đây như các bạn nhìn thấy này, khu vực đây kinh doanh buôn bán cực kỳ sầm uất nhé. Và con đường này xe cộ đi lại lườm lượp trên con đường này. Đây là một cái vị trí khá đẹp các bạn nhé. Và hôm nay mình giới thiệu cho các bạn lô này. Lô này thì có cái mặt tiền tại cái đây này, cái bờ gạch bên này mà sang tới bên nhà bên này là 6m50 nhé. Và sâu vào là 35m. Và đất của chúng ta là 176m đất ở đô thị. Và lô đất của chúng ta nở hậu nhé, nở hậu ở phía sau các bạn nhé. Và có hướng đông bắc rất là đẹp. Và địa thế đất của chúng ta là địa thế đất cao hơn mặt đường các bạn nhé, cao hơn mặt đường. Đấy, đất chúng ta thì có chiều sâu này và nhiều thổ cư này, cái hướng cũng đẹp và địa thế cũng đẹp nhé. Và đây các bạn nhìn thấy con đường và khu dân cư đây này, con đường rất là thẳng nhé, thẳng băng. Đấy, dân cư ở khu vực đây buôn bán thì cực kỳ sầm uất các bạn nhé. Và từ đây thì chúng ta về tới thành phố Hồ Chí Minh, từ đây chúng ta về tới thành phố Pleiku, rơi vào khoảng 37 km nhé. Và cũng trên con đường này chúng ta đi ra ngoài Bắc. Đây là cung đường khá thuận tiện cho cái việc chúng ta đi lại nhé, đi Bắc về Nam nhé, cực kỳ thuận tiện luôn. Và vị trí đây buôn bán kinh doanh cực kỳ ok các bạn nhé, một thế đất khá đẹp luôn. Mình xin nhắc lại cho các bạn một lần nữa nhé, lô đất của chúng ta có cái địa chỉ tại tổ dân phố 10 thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Lô đất của chúng ta thì có cái mặt tiền đường là 6m50, đi sâu vào là 35m và ra phía sau là nở hậu. Và có 176m đất ở đô thị nhé. Và đặc biệt rằng lô đất của chúng ta là hướng đông bắc rất là đẹp. Địa thế đất thì cao hơn mặt đường các bạn nhé. Địa thế cao đó hơn mặt đường. Và lô đất của chúng ta thì gần công viên Phạm Văn Đồng này. Đấy, cũng là thuộc cái diện cũng là nằm trong trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê đấy các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy này, bên đây là khách sạn này, bên đây là nhà máy cán tôn. Và dọc theo cái dãy bên này các bạn nhìn thấy này, kinh doanh dày đặc ở hai khu vực mặt tiền quốc lộ 14 các bạn nhé. Nếu các bạn quan tâm tới lô này thì hãy gọi ngay cho mình số 0946 980 644 hoặc 0355 531 515 nhé, để được đi xem đất nhé.